vui lại được gặp các bạn trong video clip lần này. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn video clip về một đôi loa giá thành hạ, song chất lượng âm thanh và để hát karaoke hoặc nghe nhạc trong gia đình rất tiện lợi và hay. Đó là đôi loa Yamaha. Như trong hình ảnh các bạn đang xem, đôi loa Yamaha này gồm có một bát, một chung và một tép. Bát của Yamaha là bát 25, đường kính 25 phân, 25cm, và lõi thép từ kép, bên trong là lõi thép từ kép và cũng có đường kính là 20cm. Như vậy là mặt loa và củ nam châm của loa là gần như tương đương, như vậy công suất loa rất khỏe. Mẫu mã thì các bạn nhìn trên hình ảnh cũng đã biết, tức là loa rất là đẹp, màu vàng của gỗ. Đó, tức là màu vàng của gỗ chứ không có mạ, cũng không sơn. Các bạn trông rất đẹp. Đôi loa này rất tiện ích trong công việc sử dụng trong gia đình. Vừa rồi tôi sẽ và bây giờ tôi sẽ test thử âm thanh để các bạn nghe.